Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ. Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, Mỹ đã thử thành công tên lửa liên lục địa Multiman 3. Tên lửa được trang bị 3 đầu đạn phóng từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California và bay được 6.760 km, sau đó rơi xuống quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Lần gần đây nhất, Mỹ đã thử tên lửa này vào ngày 5 tháng 2. Đây là hình ảnh tên lửa Multiman 3 được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 8 năm 2020. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, siêu cường thế giới đã hai lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa. Lần lượt vào tháng 12 năm 2019, tiếp theo vào tháng 2 và nay là tháng 8 năm 2020. Quân đội Mỹ đã tiến hành thử tên lửa xuyên lục địa Multiman 3. Đây là loại hỏa tiễn địa đối không duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ từ năm 2005 và được triển khai tại 3 căn cứ không quân Mỹ ở Wyoming, Bắc Dakota và Montana. Đại tá Oman Covet, chỉ huy vụ thử ngày 4 tháng 8 cho biết Minuteman 3 có từ 50 năm nay và tiếp tục được thử nghiệm để bảo vệ độ tin cậy cho đến năm 2030 khi chương trình được triển khai thay thế bằng một chương trình mới. Cách đây một năm, vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi hiệp ước tên lửa tầm trung, tức là tầm bắn từ 500 đến 5.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên gọi ngắn là INF, ký kết từ thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1987. Nhờ đó mà Hoa Kỳ mới có thể tiến hành các vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất hoặc tên lửa xuyên lục địa. Xa hơn, việc rút khỏi INF cho phép Washington triển khai các loại vũ khí vốn bị INF cấm tại vùng Đông Á để ngăn đà bành trướng của Trung Quốc, cũng như gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh tham gia vào một thỏa thuận tên lửa tầm trung mới. Hai lý do được Hoa Kỳ chính thức đưa ra, thứ nhất là nước Nga của Vladimir Putin không tôn trọng hiệp ước này, chế tạo vũ khí mới 9M729 hay SSC-8 theo cái gọi của NATO. Và thứ hai là Trung Quốc nhờ không bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận nào nên đã tự do phát triển vũ khí và đang bành trướng sức mạnh tại châu Á cũng như trên thế giới, đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Reagan và lãnh đạo Liên Xô khi đó Mikhail Gorbachev đã ký hiệp ước INF tại Nhà Trắng vào ngày 8 tháng 12 năm 1987. Nhưng liên án Nga không tôn trọng INF chỉ là cái cớ mục đích quan trọng nhất của việc hủy bỏ INF với Nga là Tổng thống Donald Trump muốn rảnh tay để đối phó với Trung Quốc, một đại cường quân sự đang lên. Từ khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuân thủ một nguyên tắc xuyên suốt là làm cho nước Mỹ hùng mạnh với đường lối này. Trong danh sách đối thủ của Mỹ thì Trung Quốc bị xem là mục tiêu số 1 chứ không phải là Nga. Chỉ trong hồ sơ G7 hay G8 thôi đã hai lần Donald Trump đề xuất mời Nga trở lại sau khi tư cách thành viên của Moscow do bị sát nhập Crimea bị Tổng thống Obama và giới lãnh đạo châu Âu đình chỉ vào năm 2014. Trong khi đó, Trung Quốc lâm một chiến tranh thương mại gần như toàn diện với Mỹ khởi xướng. Chính quyền đã bị lên án, khuynh đảo đồng tiền, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế, các tập đoàn công nghệ bị tố cáo làm gián điệp, đánh cắp phát minh của đối tác. Tổng thống Donald Trump đã bằng mọi cách đang bảo vệ thế áp đảo của Mỹ từ kinh tế, công nghệ cao cấp cho đến quân sự, đang bị Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt với mục tiêu qua mặt nước Mỹ vào năm 2049, theo kế hoạch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cụ thể, chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump đã gia tăng ngân sách quốc phòng, thành lập binh chủng không gian, chế tạo vũ khí mới, vừa làm hài lòng phe quân đội, vừa tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế, nhưng cũng để bảo vệ thế thượng phong quân sự. Mỹ cũng giúp Đài Loan tăng cường vũ trang, đưa các hải đội tác chiến vào vùng Biển Đông, Nam Á, nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Dự án bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á, Thái Bình Dương và củng cố mặt trận Nam Thái Bình Dương với Úc và Cúc Quốc đảo. Và việc thử tên lửa liên lục địa vừa qua đã thu hút được nhiều sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất kể từ năm 1949. Đây là hình ảnh Mỹ phóng thử thành công tên lửa quy ước tầm trung từ đảo San Nicolás ở California vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, một tháng sau khi hủy hiệp định tên lửa hạt nhân INF với Nga. Tương tự, lần thử vào ngày 5 tháng 2, không quân Mỹ khẳng định vụ thử đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng và không nhằm đáp trả hoặc phản ứng với những sự kiện trên thế giới hoặc căng thẳng trong vùng.
Tuy nhiên, theo đài phát thanh tiếng nói nước Pháp AFI, khó có ai có thể tin vào phát biểu này khi nhìn vào những căng thẳng trong thời gian gần đây với Bắc Kinh, đặc biệt là tham vọng trở thành cường quốc quân sự của Trung Quốc. Trong bản báo cáo liên quan đến quá trình hiện đại hóa hải quân Trung Quốc được cập nhật vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ đã nhấn mạnh đến việc hải quân Trung Quốc đã có trong tay rất nhiều vũ khí tiên tiến, trong đó có tên lửa chống hạm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có tên lửa hành trình chống hạm ASCM, tàu ngầm, tàu chiến, thiết bị bay không người lái, chiến đấu cơ và nhóm chức năng tác chiến quân sự khác gồm chỉ huy, kiểm soát, truyền thông, máy tính, tình báo quân sự, giám sát, thu thập thông tin về mục tiêu và trinh sát. Hai thập niên, Hoa Kỳ đã lơ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tập trung vào Trung Đông và Afghanistan đã tạo cho Trung Quốc cơ hội phát triển lực lượng hải quân hùng hậu, có khả năng bảo vệ bờ biển, ngăn Mỹ tiến gần. Theo một bài viết của David Langt đăng trên Reuters vào tháng 5 năm 2020 chia sẻ, Trung Quốc hiện có khả năng cạnh tranh, thậm chí còn trội hơn Mỹ về khả năng tên lửa. Lợi thế này có được là nhờ Trung Quốc không tham gia vào các hiệp định hạn chế vũ khí hoặc tên lửa tầm trung như Nga và Mỹ đã ký kết, tức là thỏa thuận INF New Star. Cường quốc Đông Á này đã triển khai khoảng 2.000 tên lửa liên lục địa hoặc tên lửa hành trình, có tầm bắn từ 500 cho đến 5.500 km. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa là một phần không thể thiếu trong cuộc đua giữa các siêu cường, đồng thời cảnh báo là Nga và Trung Quốc đang phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng hiệu quả. Đây là hình ảnh máy bay không người lái của Không quân Trung Quốc và cùng những máy bay khác đang tập dượt cho lễ diễu binh Quốc khánh ngày 1 tháng 10 năm 2019, ảnh chụp tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Trang mạng Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lời một số quan chức cho rằng Trung Quốc và Nga đang phát triển những hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng hiện đại với số lượng ngày càng nhiều, vừa đưa ra những hệ thống này vào trong chiến lược phòng thủ vào lúc Nga và Trung Quốc đang cạnh tranh với nước Mỹ. Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc khẳng định phòng thủ tên lửa là một chiến lược chủ đạo trong tham vọng quân sự. Tuy hiện tại Bắc Kinh còn lệ thuộc nhiều vào hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400 của Nga, nhưng Trung Quốc cũng đang nỗ lực nghiên cứu và đầu tư để củng cố khả năng của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, song song với hệ thống phòng thủ HQ-19 có thể sẽ được sử dụng để phòng thủ chống các loại tên lửa đạn đạo tầm trung được dự trù vào năm 2021. Bắc Kinh dường như cũng đang phát triển tên lửa bắn chặn hành trình. Nếu như Trung Quốc tuyên bố đã cho thử nghiệm từ tháng 2 năm 2018, nhiều quan chức quân sự Mỹ đánh giá có nhiều khả năng tên lửa chưa thể được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020. Đồng thời, dự báo loại vũ khí này có nhiều khả năng là để chống tên lửa đạn đạo tầm trung và rất có thể được cải tiến để tấn công các tên lửa liên lục địa và được phóng từ tàu ngầm. Trên phương diện tấn công, Trung Quốc đã đạt được trong những thành quả đáng kinh ngạc trong khi nhiều quốc gia đồng minh, đối tác của Mỹ và kể cả một số căn cứ của Hoa Kỳ đã nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Trung Quốc. Đây là hình ảnh đoàn xe chở tên lửa siêu thanh DF-17 là Đông Phong 17 trên quảng trường Tiananmen vào ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10 năm 2019 tại Bắc Kinh. Bắc Kinh đã phát triển được một hệ thống hỏa tiễn tầm trung hùng mạnh tại Hoa Lục, được đánh giá là tân tiến nhất thế giới, trái ngược hoàn toàn với tình trạng yếu kém của binh chủng tên lửa Trung Quốc vào thời Mỹ và Liên Xô ký thỏa thuận INF vào năm 1987. Hàng loạt vũ khí tối tân đã được Bắc Kinh phô trương trong buổi biểu diễn vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, ghi dấu Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền được 70 năm tại Hoa Lục. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhân cơ hội này để chứng tỏ thành quả hiện đại hóa quân đội, đồng thời khuyến cáo các quốc gia láng giềng có xung khắc với Trung Quốc và xa hơn nữa là các đồng minh của Mỹ và nước Mỹ. Cũng trong dịp này, Bắc Kinh tung ra những vũ khí át chủ bài bao gồm bảo bối, lợi hại một số hỏa tiễn như Đông Phong 41, trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân có thể bay đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Tuy dài đến 20 thước, Đông Phong 41 rất linh động, có thể di chuyển thường xuyên trái với thế hệ tên lửa trước, đặt trong các ống phóng cố định trong núi. Adam Nee, chuyên gia về vũ khí Trung Quốc thuộc Đại học Macquarie, Sydney, Úc nhận định, tên lửa mới này chứng tỏ công nghệ quân sự của Trung Quốc đã tiến bộ đáng kể, linh động, hiệu quả, chính xác. Nói cách khác, Trung Quốc đã trở thành đối thủ đáng gờm đối với Mỹ. Ngoài tên lửa liên lục địa, Trung Quốc còn biểu dương một loại vũ khí mới khác và đều lợi hại như nhau như oanh đặc cơ chiến lược H-6N mang bom nguyên tử và có tầm bay hoạt động xa hơn thế hệ trước. Tên lửa đạn đạo Chort L-2 trang bị cho tàu ngầm
đủ sức bay đến Alaska, tên lửa siêu thanh Đông Phong 100 chống hàng không mẫu hạm. Nhưng ngôi sao trong ngày diễu binh ngày 1 tháng 10 là tên lửa Đông Phong 17. Một khi lên đến độ cao dự kiến sẽ thả tàu lượn siêu thanh có hình mũi tên lao vào mục tiêu với vận tốc 7.000 cây số một giờ. Nếu thực sự như thế, vũ khí này của Trung Quốc còn kém tên lửa tối tân nhất của Nga là Sikorsky với vận tốc 10.000 cây số một giờ mà Hoa Kỳ vừa mới tập đánh chặn ở ngoài khơi California. Quân đội Trung Quốc cũng trình làng hai loại máy bay tự hành mới là trinh sát VZ-8 và tấn công KZ-11. Vậy, trước sức mạnh quân sự ngày càng phát triển của Trung Quốc cùng tham vọng bá quyền trong khu vực và thế giới, thì Mỹ cần phải làm gì? Đây là hình ảnh tên lửa lướt biển NSM của Mỹ được phóng đi từ chiến hạm USS Gabriel nhân dịp tập trận tại Pacific trên biển Philippines vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Theo bản báo cáo của vụ khảo sát Quốc hội Mỹ, quân đội Trung Quốc được hiện đại hóa, có khả năng tác chiến cao, sẵn sàng can thiệp quân sự vào Đài Loan nếu thấy cần thiết, khống chế và chiếm hữu Biển Đông từ các nước láng giềng, bảo vệ thương mại hàng hải của Trung Quốc đến tận vùng vịnh để đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vị trí cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới. Và khống chế Trung Quốc ngay sát sườn là phương án được hai giáo sư trường hải chiến Mỹ James và Toshi gợi ý. Khác với tên lửa Trung Quốc, thường là tầm ngắm được lắp cố định trên đất liền, Mỹ có thể lập vòng vây tên lửa lưu động trên tàu chiến được triển khai trong vùng hoặc cố định trên những chuỗi đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương hoặc ở Nhật Bản. Philippines được cho là điểm khóa chốt trong vòng vây này. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte vừa cấm quân đội Philippines tham gia tập trận với Mỹ và ông luôn giữ lập trường nhún nhường với Trung Quốc. Ngoài ra, đội bay Super Hornet Hải quân Mỹ cũng như máy bay ném bom B-1 của không quân được trang bị tên lửa chống hạm Lockheed Martin cũng sẽ được tăng cường yểm trợ cho trường hợp cần thiết. Vụ thử tên lửa tầm xa xuyên lục địa ngày 4 tháng 8 một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển tên lửa tầm xa tấn công từ mặt đất và tên lửa hành trình chống hạm của Hoa Kỳ, vì đây là phương tiện nhanh nhất để tái xây dựng hỏa lực tầm xa ở vùng Tây Thái Bình Dương, nơi có Trung Quốc, theo nhận định của Robert Hartig, một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, hiện là nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Manchester. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.